Bây giờ Hà Phương khách sạn của và quý vị đi ra khỏi nhà của Ok Natali với giá như thế này thôi đấy. Khi mà tới ngay chỗ cái lô số 5, cái chỗ mà công ma nhà hát ngồi đó, có gõ cửa và kêu quay phim ở đó, thì để cái giỏ này ngay chỗ cái nhà hát rất là quên luôn. Và khi đi ra thì lại sực nhớ chạy vào, vẫn còn cái giỏ nằm ngay cái lô số 5 luôn, mà rất là đông người đi qua đi lại mà cái giỏ vẫn còn. Và đây là giỏ Louis Vuitton nhé. Dễ sợ vậy đó. Mà bây giờ từ đây trở đi chắc không dám dở kia đó, tại vì đúng cái chỗ vị trí đó là con ma nó ở đó. Mà bây giờ cái đó là không ghi số 5, chỉ ghi là số 6 và bên cạnh là ghi số 2 cho tới số 4 và số 5 không có. Người ta kiêng á, người ta giấu luôn số 5. Ok. Vậy mà còn tới gõ cửa, còn kiêng, còn đập cửa nữa, giờ ấn mà nói là ma đâu ra nhìn gì để gặp người đẹp Hà Phương nè. Người đẹp diễn viên tới nè, cũng là diễn viên. Còn nếu mà thương quá, yêu quá mà thấy Hà Phương đẹp thì đi qua Mỹ luôn, mời photo qua Mỹ luôn. Phải.